Huyện Bảo Yên đã cán đích phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 4 tuổi trước 1 năm so với kế hoạch đề ra. Toàn huyện có 24 trường mầm non, 91 điểm trường lẻ. Hiện tỷ lệ huy động trẻ 4 tuổi đến trường đạt 99,6%. Trẻ 4 tuổi đi học chuyên cần đạt hơn 96%. Trẻ 4 tuổi hoàn thành chương trình mầm non đạt 98,8%. Tất cả 17 xã thị trấn trong huyện đều đảm bảo các điều kiện về đội ngũ, định mức, giáo viên. 100% giáo viên dạy lớp mẫu giáo 4 tuổi, 5 tuổi đạt chuẩn. 100% trường mầm non đảm bảo điều kiện về trường lớp, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu. Có sân chơi xanh, sạch đẹp, được sử dụng thường xuyên an toàn, có đủ công trình vệ sinh sử dụng thân thiện. Nhiều trường mầm non đổi mới phương pháp dạy học, lấy trẻ làm trung tâm và ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến như phần mềm giáo án điện tử, phòng học kết nối.